Ngày hôm qua mùng 10 tháng 7, một chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nhận định rằng dù các quốc gia châu Á nâng cao cảnh giác trước hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông MERS, nhưng mà song có khó có khả năng dịch bệnh này lan sang được khu vực. Giám đốc về các bệnh truyền nhiễm khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, Mark Jacob cho biết, dù đã làm 287 người tử vong, nhưng MERS dường như có độ lây nhiễm thấp hơn những lo ngại ban đầu. Thân nhân những trường hợp mắc bệnh không thấy có dấu hiệu bị lây nhiễm. Chuyên gia Jacob nhận xét chưa có tình trạng dịch bệnh bùng phát lớn trong cộng đồng để lo ngại. MERS lây lan mạnh, nhất là ở châu Á, luôn tồn tại khả năng virus lây nhiễm ở các cơ sở y tế đang điều trị những ca nhiễm bệnh. Tuy nhiên, nguy cơ mà tất cả mọi người trên thế giới phải đối mặt là cực kỳ thấp. Hiện WHO chưa đưa ra bất cứ hạn chế du lịch và thương mại nào liên quan đến MERS.